thần Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông nhân chứng: tất cả những ai Cha đã ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài. Vì tôi đã từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Ngài đã ban cho tôi không để mất người nào, nhưng tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, cứ hàng năm chúng ta có dịp quy tụ ở bên nghĩa trang của giáo xứ Khiết Tông để chúng ta cử hành thánh lễ tưởng nhớ tới anh em linh mục, anh em nam nữ độc thân và anh chị em trong hiệp hội sống tin mừng của gia đình đồng tâm tại Việt Nam. Trong ngày hôm nay tôi mời gọi chúng ta cùng nhau suy tư một chút về ba điểm này. Thứ nhất, một chân lý bất biến. Chúng ta phải cùng nhau chân nhận rằng đã sống trên đời này ai cũng phải chết. Và từ những cây cỏ, cây cối đến các động vật và con người, không ai là kiểu sinh bất tử. Ngay cả Tần Thủy Hoàn có mong muốn sống mãi, sống muôn đời, tìm đủ mọi cách để không phải chết, nhưng ông cũng chết. Ngay cả khi có những ý thức hệ và quan niệm cho rằng đã làm chủ được vũ trụ, có thể mua cho mưa nắng bất kỳ lúc nào, hoặc thay trời làm mưa, thì cũng đều phải chết. Và trong cơn dịch cúm vừa qua, đã cho mọi người chúng ta nhận ra thân phận mỏng manh của kiếp người. Trong bộ phim Ranh Giới được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 9 và ngày 16 giờ ngày 12 tháng 9. Trong 50 phút của cái bộ phim này, khán giả được trải qua vô vàn những cảm xúc khác nhau. Sự xúc động, xót xa của các bệnh nhân, những thai phụ bị nhiễm COVID-19. Kèm theo đó là sự ngưỡng mộ, cảm phục những hy sinh cao cả của đội ngũ y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Cảm ơn và hạnh phúc khi được nhìn thấy những sinh linh nhỏ bé ra đời giữa tâm dịch. Trong đại dịch khủng khiếp này, người ta nhận ra cái sống và cái chết chỉ ngăn cách nhau bởi một ranh giới mong manh. Và chưa bao giờ con người lại có thể dễ dàng đánh mất cuộc sống của mình đến như thế. Nhiều khán giả sau khi xem xong khúc phim 50 phút này đã gửi bình luận và chia sẻ về cảm xúc của mình. Có người đã viết: nể phục và ám ảnh, đã khóc khi xem thôi rơi nước mắt, mong đại dịch mau qua, mong cảm xúc mau lành, mong tình cảm tràn đầy, mong bệnh nhân vững tin, mong bác sĩ hết mình, mong sao xã hội yên bình. Một người khác comment: rất xúc động, thương nhất khi bệnh nhân Vân tử vong, xem mới biết nỗi vất vả và nhọc nhằn của các y bác sĩ. Cầu mong dịch bệnh mau tan để không còn tình cảnh như vậy nữa. Và một người khác viết: tôi khóc vì cảm phục các thầy thuốc, khóc vì không thể nói hết lòng biết ơn với họ, khóc vì thương những sản phụ phải vật lộn để giành sự sống. Quá xúc động.
đó là chân lý bất biến, cái chết. Thế mà nhiều người trong chúng ta sống như không hề có chân lý ấy, như thể không bao giờ chết trong những ngày đại dịch vừa qua. Thậm chí chúng ta nhận ra có những người vơ vét bằng mọi cách để dương võ uy quyền của mình khi được ở trên ban thí cho tí quyền hành. Nếu họ biết sử dụng quyền đó để phục vụ và yêu thương, giúp đỡ anh chị em đồng loại thì đã khá. Đằng này, họ lại lạm dụng quyền hành, bách bớ, hạch sách, tố cáo anh chị em của mình. Con người có ngày cùng tận, đó là cái chết, thì chắc chắn vũ trụ cũng có ngày thế mạng. Đó là điều mà giáo lý đã dạy chúng ta trong tứ chung bốn điều sau cùng. Thứ hai, những dấu hiệu báo trước. Dịch cúm vừa qua có để lại cho chúng ta suy nghĩ gì không? Có lo cho phần rỗi của chính mình không? Hay chúng ta chỉ sợ lây bệnh, thất nghiệp hay đói ăn? Hãy nhớ rằng không chết vì dịch cúm này thì cũng sẽ chết vì các thứ bệnh khác. Thế nên, điều mà đặt ra cho tôi, cho anh chị em nam, nữ độc thân và cả cho anh chị em hiệp hội sống tin mừng nữa, chúng ta tìm ra dấu chỉ Chúa muốn nói với chúng ta điều gì qua dịch vụ này. Tôi nghĩ rằng Chúa bảo chúng ta rằng hãy chuẩn bị cho mình có sự sẵn sàng ra đi khi Chúa đến. Đó là dấu hiệu báo trước cho mọi người. Khi báo đài loan tin hơn 19.000 người chết tại Sài Gòn trong mùa dịch vừa qua, mà theo thiện ý tôi, chắc có lẽ số đấy phải hơn. Con số đấy làm cho chúng ta giật mình, nhưng liệu rằng chúng ta có sẵn sàng cho cuộc ra đi của chúng ta? Đó là sứ điệp mà Chúa gửi đến. Nay người, mai ta, chẳng ai thoát được sự chết. Khi tới trước mặt Chúa, chúng ta trong tình trạng nào? Tốt lành, thánh thiện hay xấu xa, tội lỗi? Chúng ta tự xem coi cách sống của mình với những lời khuyên tin mừng giữa một xã hội ngày hôm nay mà chúng ta phải làm chứng. Liệu rằng ta lời khuyên tin mừng khó nghèo, vâng lời và thiết tịnh có thực sự chúng ta đã sống trọn vẹn để rồi chúng ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu hay đáng trầm luân mãi mãi? Và lúc này, ngay bây giờ, cái chết đến với chúng ta trong tình trạng nào? Ngày thế mạng của vũ trụ. Lời Chúa báo trong tin mừng là chắc chắn, dấu hiệu được báo trước. Trời đất mất mùa, đói kém, lũ lụt. Trên trời thì mặt trăng, mặt trời mất sáng. Tinh tú xa xuống, các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Trong một bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói kể cả những điều mà người ta tưởng là vĩnh cửu như mặt trời, mặt trăng thì cũng có hạn định của nó. Vậy nên chúng ta cũng nhận ra thấy con người nhân tâm điên đảo, chiến tranh và bạo lực lan tràn, các ngôn sứ giả xuất hiện khắp nơi. Những hiện tượng ấy đang xảy ra ngày càng rõ rệt, có quy mô, có hệ thống và khốc liệt. Phải chăng đó là dấu chỉ để báo cho chúng ta chuẩn bị cho cuộc cánh chung của mọi người? Và cũng từ đó chúng ta nhìn thấy sự sa đọa và tội lỗi của nhân loại ngày càng gia tăng. Họ chạy theo những quyến rũ của vật chất và quyền lực, của thú vui xác thịt. Những đạo luật phá thai đang hình thành tại các nước phương Tây, nhất là tại Hoa Kỳ. Những chiêu trò buôn bán nội tạng và ngay cả việc điều chế vaccine chống dịch cúm cũng đang bị điều tra vì người ta e rằng lấy từ bào thai của các em bé bị phá thai để chế tạo hay thử nghiệm vaccine cúm đầu này.
Thứ ba, thái độ chúng ta, những người theo Chúa. Tôi nghĩ rằng tôi cùng với tất cả mọi người, anh chị em nam nữ độc thân và hiệp hội sống tin mừng, tôi ngỏ lời ngày hôm nay để chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta, anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Thái độ này phải được thể hiện một cách thực tế bằng cả sự tôn trọng và thực hiện chân lý, công lý và tình thương. Chúng ta không thể thỏa hiệp theo sự dữ nhưng đứng về sự thật. Hãy dừng lại để xem lại lương tâm của mỗi người chúng ta có xấu hổ hay bình an. Đó là lời cảnh báo của Chúa cho tôi và cho anh chị em hôm nay. Chúng ta là những linh mục tu sĩ được thánh hiến giữa đời, chúng ta có thái độ nào? Lối sống của chúng ta chọn thật vững chắc và trung thành, nhưng chúng ta thực hiện ý Chúa qua mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống, kể cả những lúc tăm tối nhất của cuộc đời thánh hiến. Khi chúng ta bị cô đơn, khi bị bỏ rơi, khi bị hiểu lầm, ngay cả lúc hấp hối như Chúa Giêsu trong vườn vịt. Và chắc chắn các anh, các chị trong vừa qua khi nhiễm dịch cúm này cũng đã cảm nhận được cái sự mong manh, cô đơn, bị bỏ rơi và ngay cả những lúc hấp hối như Đức Giêsu trong vườn vịt. Vậy nên từ những biến cố ấy, chúng ta sống tốt hơn trong đời sống thánh hiến của mình. Chúng ta áp dụng linh đạo của tu hội chúng ta trong đời sống của mỗi người. Nhìn mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống dưới ánh sáng của tin mừng, dưới đức tin, để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa với cung cách của Ignacio mà Ngài đã để lại trong linh đạo của chúng ta. Và ngày hôm nay hiện diện nơi nghĩa trang này, cũng như mọi năm, chúng ta tưởng nhớ cuộc sống trước tiên của đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier với Phật Phật. Ngài để lại cho chúng ta một lối sống hy vọng, can đảm, vui tươi và phó thác cả những lúc như không thể làm được gì, cô đơn đến tận cùng, đuối sức đến không thể bước đi. Trong bóng tối của nhà tù ấy, Ngài vẫn tìm thấy ánh sáng của Chúa từ trong tâm hồn. Ngài trỗi dậy, sống đúng căn tính của mình là một Kitô hữu, một giáo mục, một mục tử vì đoàn chiên đang bị cầm tù. Và từ đó, Ngài để cho chúng ta linh đạo hy vọng. Từ ngày hôm nay, tôi cùng với anh chị em bước vào trong linh đạo hy vọng này để minh chứng đây là một nền linh đạo riêng của tu hội chúng ta ở tại Việt Nam. Nơi cha cố Phêrô, xin cho phép tôi gọi là anh cho thân tình, bởi từ khi tôi biết anh, chẳng bao giờ tôi gọi ngài là cha. Từ khi tôi biết và gặp anh sống rất âm thầm, sau nhiều năm đã làm linh mục. Anh không cần ai biết đến, dồn mọi tâm huyết cho tu hội, gia đình đồng tâm. Có thể nói, anh chiêu dụ những người có nhiệt huyết sống thánh hiến giữa đời. Và khi giáo hội cần sẵn sàng cộng tác với đấng bản quyền, dù cuộc sống ấy không dễ dàng gì, cũng nhiều điều ong tiếng ve, sự ganh tị của người khác và nhiều điều thứ khác nữa, nhưng cái kết vẫn là sự trung thành đến cùng, vì tôi trở nên mọi sự cho mọi người. Và chắc có lẽ đó là mẫu gương cho mỗi người chúng ta, để chúng ta trung thành và cũng bước theo anh để trở nên mọi sự cho mọi người. Và những anh chị em, những anh em linh mục và anh chị em độc thân nam nữ, anh chị em trong hiệp hội sống tin mừng còn sống ngày hôm nay, mọi người chúng ta đang sống theo linh đạo của tu hội, chúng ta đi theo một đường hướng của gia đình đồng tâm, chúng ta sống trọn vẹn
và sống đúng với căn tính của mình là tu sĩ giữa đời. Kể cả những người đã qua đời và kể cả chúng ta ngày hôm nay đang là một hành trình trong cuộc đời này, tất cả như dệt nên một bức tranh của những tấm gương đã trung thành khi chọn lối sống đặc biệt này để theo sát Đức Kitô và trung thành cho đến cùng, để nghe được lời của Thầy Chí Thánh nói vào tai của chúng ta: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi đã dành cho ngươi. Đó là điều mà mọi người chúng ta đều ao ước, và tôi tin chắc rằng những anh em đã qua đời cũng nghe được lời này của Thầy Chí Thánh Giêsu. Và chúng ta hôm nay khi hành trình trên dương thế, lời này Chúa cũng đang văng lại ở bên tai của mỗi người chúng ta, để chúng ta sống tốt lành và trung tín theo linh đạo của tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho ngày tưởng nhớ các vị tiền bối thắp lên cho chúng ta niềm hy vọng vĩnh cửu, và giúp mỗi người chúng ta hăng say dấn thân hơn trong chặng đường còn lại của phía trước để được cùng họp đoàn trên nước trời. Tôi vẫn luôn nói với các chị, với anh em Hiệp hội Sống Tin Mừng, nhiều lần tôi có dịp tôi gặp, mỗi khi chúng ta có sự chán nản, buồn phiền về ơn gọi, thì chúng ta hãy nhớ rằng xung quanh chúng ta có những anh chị em khác đang trung thành gìn giữ ơn gọi ấy, và đó chính là chất xúc tác, là gương mẫu để chúng ta sống trọn vẹn và bước đi trên con đường ơn gọi này. Xin thêm lời cầu nguyện cho tôi nữa, để tất cả chúng ta đang hành trình ở trần gian sẽ có một ngày chúng ta được hợp đoàn với đấng đáng kính Hồng Y Francisco, với các anh em linh mục, anh em nam nữ độc thân và anh chị em Hiệp hội Sống Tin Mừng đã qua đời. Vì tôi tin rằng mọi người ấy hiện nay đang ở trên nước trời để hưởng phần phúc do chính họ đã là những tôi tớ trung thành và tốt lành của Thiên Chúa. Amen.